Nè, xin chào các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày của mình nha các bạn nhé. Ôi giời ơi, mình trồng hành các bạn ơi. Hành này, đấy, mình trồng một chậu hành. Bây giờ hành đã lớn bằng người này rồi. Đó, đây hành đây, mình trồng hành. Đấy, hành, hành đẹp chưa? Được một chậu hành. Bây giờ hành nó lên mình mới trồng có 3 4 ngày. Hôm nay là trồng được 5 ngày rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Hành của mình đẹp chưa? Đấy, cây hành. Trồng hành cũng đơn giản thôi các bạn nhé. Đấy, mình xúc đất mình cho vào hộp xốp. Mình cho vào hộp xốp xong mình mới cho hành vào mình trồng. Hành củ đấy các bạn ạ, mình mua về xong mình trồng lên, mình cắt đi, mình cắt cái đầu, cắt rễ này và cắt cái đầu của nó đi, cắt rễ cắt đầu đi xong mình trồng rất là dễ các bạn ạ. Đấy, hành đẹp chưa? Chậu hành. Trồng hành mà rất đơn giản nhiều thế này thì ăn làm sao được đó. Bây giờ mình có đồ, có hành rồi, mình ăn cái gì mình cũng có thể là lên trên cái chậu hành này. Mình hái lá hành vào cho vào thơm lắm các bạn ạ. Bây giờ mình cho rau ăn cái gì mình có hành rồi, mình không phải lo là đi chợ mua hành nữa các bạn nhé. Đấy, chỉ một tí thôi, một ít thôi là sẽ có hành để ăn. Có hành để ăn, không phải đi mua. Các bạn nhìn thấy chưa, mình quay gần vào đấy, hành rất là đẹp. Hành trồng đơn giản, rất là đơn giản cái cây hành này. Bây giờ mình muốn ăn là mình sẽ có hành rồi, mình cắt đi, cắt lá đi. À, gốc vẫn nên hàng nên bình thường các bạn nhé, cắt lá đi cũng được hoặc mình tỉa cũng được, hoặc mình tỉa hành đó. Nếu mình không thích ấy thì mình tỉa tỉa đi. Đó, đấy, mình gia đình mình một gia đình chỉ cần một cái chậu hành này là thoải mái ăn rồi các bạn nhé, thoải mái ăn không phải suy nghĩ đâu các bạn ạ. Nó mình có thể là cắt đi khoảng 2 3 hôm nó lại lên cao như thế này luôn. Cái này là mình trồng đấy, mình trồng mới được có 2 hôm, hôm nay 2 hôm là nó lên mầm. Và mình đến tiếp theo là đây, là hôm nay là được 5 hôm rồi. Đấy các bạn, 5 hôm mà sẽ đã lên như thế này rồi. Đó, rất là tiện. Mình ăn mì tôm hay là rang thịt cháy cạnh. Đó, mình làm đơn giản. Không phải đi xa, không phải đi chợ. Chỉ ra cái chậu này là cắt được. Cắt được để nấu món ăn rất đơn giản và tiện lợi. Chúng ta chỉ cần khoảng 2 3 hộp xốp này thôi là chúng ta sẽ có một chậu hành ngon. Trồng hành là dễ nhất trong các loại trồng cây rau. Rau hành là trồng dễ nhất. Dễ nhất là trong khi mình trồng hành các bạn. Nó cũng cần độ ẩm nữa các bạn ạ. Hành này, nếu mà càng đất nó ẩm ẩm một tí thì nó cũng nhanh lên, nhưng mà mình trồng vào cái hộp xốp này là không không mất nước mấy đâu. Mình tưới trong vòng khoảng 2 3 lần nó ngấm hết đất.
này vào xong mình tưới, và nữa là đất nó ở dưới, nó cứ ẩm ẩm ướt ướt ở dưới này, nước nó cứ ở dưới cái thùng xốp này nó cũng không ngấm, bao giờ nó ở trên thì nó khô, nó khô thì nó cứ hút nước từ dưới lên, hút nước từ dưới lên, một lần tưới cũng phải được khoảng một nửa tháng đi mới phải tưới lại nha các bạn. Mình tưới ngấm, ngấm đất này, xem sờ xem nó đất tơi lắm các bạn nhé, nó sẽ ngấm lên trên này, nó sẽ khô đất. Trồng nếu mà trồng rau trồng hành vào hộp xốp thì nó lợi cho mình, kể cả là mình tưới mình có bỏ quên trong một tuần đi chăng nữa mình cũng không sợ rau của mình chết các bạn, mình có bỏ quên một tuần mình cũng không sợ rau của mình chết, vì là nó sẽ nước và nó sẽ nằm trong hộp xốp thì nó sẽ thời gian nó cũng sẽ được lâu các bạn, thời gian cũng được lâu đó. Một tuần sau nó cứ khô ở bên trên thì nước ở bên dưới nó còn nước và nó sẽ hút lên trên, nó hút lên trên, nó cứ thế nó hút lên, hút lên nó không bị mất đi đâu đó các bạn, nhìn thấy chưa này, hành của mình đó, nó một chậu hành ngon chưa. Bây giờ chúng ta có thể hái về xào giá đỗ này, hay là hái về xào thịt cháy cạnh này, hay là hái về để mình nấu mì tôm ăn này, nó hay là hái về để mình trưng trứng này, cà chua này, nó ngon chưa. Đấy, nếu mà chúng ta nên chúng ta sẽ lấy cái kéo, chúng ta sẽ cắt đến đây thì nó lại mọc lên, hoặc chúng ta nhổ từng chúng ta vẽ ra nó lại đẻ các bạn nhé, nó chúng ta vẽ hành nó đẻ nhiều lắm. Đấy, chúng ta vẽ từng cái nhánh này một, là chúng ta tựa cái nhánh này ra, tỉa ra, tỉa từng cây một đấy. Chúng ta thích ăn cây thì chúng ta tỉa cây, còn nếu chúng ta không thích ăn cái cây thì chúng ta sẽ cắt lá đó các bạn ạ, chúng ta cắt lá đi, cắt lá là chúng ta sẽ lấy cái lá này để chúng ta nấu ăn, còn nếu không thì chúng ta sẽ vẽ từng cái nhánh này một đó các bạn, nhìn thấy chưa đó. Một chậu hành ngon luôn, ngon tuyệt vời luôn đó. Mình cái này chỉ khoảng 3 ngày sau nữa là hành sẽ lên cao khoảng 50 phân các bạn nhé. 3 ngày sau nữa là hành của mình sẽ lớn khoảng 50 phân. Đây mới được có 5 ngày thôi mà đã lớn được 30 phân rồi. 20 phân. Đó, được 20 phân. Mà ngay lúc đầu là nó lên nó cũng sẽ chậm hơn. Còn bây giờ là chúng ta sẽ 5 ngày nữa thôi. Chúng ta 5 ngày nữa là sẽ lên cao khoảng 50 phân lá này, là chúng ta phải cắt đi các bạn, không để nó cao quá, phải cắt. Nếu chúng ta ăn không hết thì chúng ta sẽ cho vào chúng ta luộc lên chẳng hạn, đó, ăn rất là ngon các bạn nhé. Hành đấy các bạn ạ, cách dùng hành vào thùng xốp này, mà mình mua cái củ hành ăn đấy, củ hành khô đấy, về mình cắt gốc, cái cắt ngọn đi, xong chúng ta cho nên chúng ta chỉ cần trồng khoảng 2 thùng xốp này là sẽ phục vụ trong gia đình chúng ta đủ luôn, không phải đi chợ mua hành các bạn nhé. Chúng ta xin chào tạm biệt các bạn ở video này, mình hẹn các bạn vào video lần sau, chúng ta cùng theo dõi cuộc sống hàng ngày của mình nhé.